cái video test pin nhé. Bây giờ thì mình sẽ test pin bằng chế độ nguồn điện thấp nha, 100% này. Mình thì cũng đã mình ngồi đây chờ mình xem video, mình ngồi bấm một cái nút lên mà mình lỡ bấm tắt rồi mọi người, mình lỡ mình tắt ra rồi mọi người. Thôi không sao, bây giờ mình sẽ làm lại 100% đi nha. Đấy, video chính thức này, xem nó bật được màn hình chưa. Ok. Đấy nha, các bạn có hai cái này, các bạn có phần thưởng này, hai câu đố của mình nhá. Đấy, đây là cái kênh phụ của mình, mọi người nhớ vào đăng ký. Đây, cái kênh này mình sẽ làm gì à, mình sẽ quay nhà nhá. Cái video này video test cá này. Đấy, đây video này có sâu mặt nhá, bạn thích vô đây mà xem. Đấy, bây giờ trước khi mình sẽ test cái gym back cho nên này nha, mình chơi này chơi vẫn còn ghi 100% này. Đâu nhỉ, đây nha, pin hiện tại còn 100% này. Đấy, test nha, nãy giờ mình đã chơi được 14 phút rồi mà vẫn còn 100%. Cái đoạn này không sạc nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng hết các ứng dụng để ngầm này. Cái mic nhìn thu âm hơi bía, các bạn thông cảm nhá. Quán gì nữa à, hay mình sẽ bật chế độ máy bay mình test nhỉ. Hay à, mình sẽ bật chế độ máy bay mình test nha. Ok, bật chế độ máy bay test nha. Đấy, độ sáng để ở mức 50 này, loa để ở mức 25 này. Đây, test tiêu chuẩn nha. Bây giờ mình sẽ test game sinh bách cho khoảng 1 tiếng rồi. Ok, bắt đầu. Mình vừa mới tắt nguồn máy nên là nó vô hơi chậm, người thông cảm. Cái đoạn này nó phải vô khoảng 30 giây. Cái con laptop nhà mình nó còn vô nhanh hơn các bạn lần, vô phải nhanh tương đương với iPad M1. Nó không bằng iPad M1, bằng khoảng rắc khuôn 3. Đấy, pin vẫn còn 100% này. Mình sẽ test bằng chiếc máy bay nhá. Máy đã có hiện tượng nóng. Thì khoảng cuối tháng này thì mình sẽ mua về một con iPhone SE 2016. Mình sẽ review các bạn nhá. Sẽ review với các bạn. Đấy, giờ mua khá là lâu. Đấy, vừa xem. Sẽ test game đến khoảng đây, khoảng 14:15 nha, xem nó tụt bao nhiêu nha. Hiện tại vẫn còn 100% này. Test 14:15 nha, coi như mình cũng quay video tập 23 các bạn rồi. Đây là tập tiếp theo của tập 22 nha. Hôm nay vô mình làm ủy thác với làm gì này, đến khoảng 14:15 quá. À, quên nói cho các bạn nữa là video chạy trâu trốn tìm tập 8 nó đây nha. Cái video trốn tìm đây, quay ngang bạn xem. Giao chạy trâu chuyến tìm tập 8 đang ở đây nha, mình chốt lên. Đấy, mình vừa quay chiều qua do bữa nay nó mưa, mình không quay được. Đấy, chạy trâu chuyến tìm tập 8 này. Ok, bây giờ mình sẽ đóng lại vô game cinemax. Lắc thế. Mức setting ở đây mình sẽ để ở mức là thấp đi nha. Còn cái này mình để thổi cực thấp luôn đi. Cực thấp nha. Thấp nha. Đấy, 30 fps. Kéo rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm một cái thác.
đến 14 giờ 15 mình sẽ kết thúc nhá. Các tiếng đồng hồ. Sẽ quay video cho bạn xem. Legit nó ở đâu nhỉ? À, thấy cái mẹ cửa. Cái này mình phải chuyển sang nguyên tố nhà mình. Ui, nhiều quá thật lạc ấy. Cái này, cái nguyên tố này nó rất là hữu ích nhá. Có thể dùng các bạn bay này. Thôi, chẳng hạn gì ta. Terra Smash! Bạn có thể chờ thấy các bạn bay này. Kìa mình lấy cái dương ra. Tôi thèm không? Let's dance. Mình có thể mình sai tay Sharing vào cái con này. Qua mình vừa quay ra được. Lấy con này Soseria. Rất là xịn. Mình đang cho mình, các bạn, mình hướng dẫn các bạn nhé. Tăng sát thương là các bạn đừng có nên tăng. Các bạn đừng có nên tăng cái đồng hồ này. Đây, cái đồng hồ này. Đừng có nên dùng cái đồng hồ á. Sát thương bạo kích này. Thì phải có cái tỷ lệ bạo kích nữa. Đâu nhỉ? Chưa quá. Cái nào mà nó dùng có cái tỷ lệ bạo... Đây. Tỷ lệ bạo kích này. Xem có cái nào tỷ lệ bạo kích mạnh hơn không. Không có đấy, mình trang bị full sát thương bạo kích. Alex mình chuẩn bị bỏ, mình thay bằng cái leo. Alex mình thấy nó yếu rồi. Mặc dù đẳng cấp của nó là bậc S, mình vẫn thấy nó yếu. Công nghệ mà cao thế. Thế thì từ từ. Mẹ có đi ở trên đây luôn. Cái cuối trên đây có đại bảo đoàn này. There's no end to this. I keep me down with it. What do you think? That was the hunter becomes the hunter. Boba, get them! Picked the wrong test subject. Cái này muốn mất tiền đấy, không phải đơn giản đâu. Mình vẫn phải nhặt cái này nhá. Ủa? Cái quả bạc ấn đâu rồi? Chắc mất rồi. Pin đã xuống 99%. Ui, nghèo thế. Máu nghèo mãi nồi. Cái này là cái gì đấy?
cần phong à? Biết có gì hay ho không nhỉ? Sao Lưu lại đi không nơi này? Nhìn lại là thế. Được tìm lại cái nơi mà nó đang rơi nhé. Ui. Terra smash! Rất là hữu ích. Các bạn đang liều các bạn hết rồi. Các bạn có thể trèo đấy các bạn đi. Ui. Toàn con mẹ nó rồi anh em ạ. Ui chết rồi. Cái dùng nó trên núi khó thế nhỉ? Này đánh rơi thế bố nào đưa đâu. Tại mình đã test được khoảng 10 phút mà máy mới tù có 20%, đánh giá như này là khá là trống. Đấy, đúng là cái thùng này mình nghĩ rất là hữu ích. Mấy con bò ở đây không cơ. Ui, bò được, ngon. Thơm đặc biệt. Ui, shit, mình đánh rơi đâu thế. Biết vừa đưa cái gì nó. Ủa.
message. Nó ở xa nhỉ, may mình cũng may mình cố gắng lên hạng mạo hiểm 34 luôn nhá. Ok các bạn kìa, hôm nay cố gắng lên hạng mạo hiểm 34. Ui con mẹ cao đấy. Holy shit, cao thế. Nó bị đầy này. Cao thấp gì vậy? Hôm nay mình cố gắng lên hạng mạo hiểm 34 nhá. Video này của tôi sẽ dài 1 tiếng. Holy shit, thế là phải lên. Nó đâu? Đây à? Nghĩ cái đậu sai. Mày khôn thế, quên tao đây. Terra smash. Đi lên đi bạn ơi. Từ cao dương. Khoảng 18 hạng hiểm nữa sẽ lên được. Gì đấy? Thích luôn. Mấy cái kiểu này cực hơn như thế này. Ok, nhưng trước tiên mở thì chúng ta phải... Ui, mẹ cao thế. Rồi, okay. To ashes. Take this! Ha! 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 Ha
Back off! Eyes on me! Cái gì đấy? Nó mở cái gì đấy? Nó vừa mở cái gì? À, cái gì? Đọc xem. Tiếp tục là một con... Cái gì đấy? Godzilla. Giờ là gì cấp 60 rồi con này. Cơ quan tuyệt quan gián mình vừa phải mở xong cái cơ quan thần ngọc lăng, cơ quan ở thần lục quan nữa, tuần lục quan nữa, thiên đồ cốc nữa. Rất là nhiều cơ quan, rất là cái gì nhỉ? Đù bíp quẩy mình ghê, thơm ngon đặc biệt mày. Nước ra là nước nha. Đi shit. Nó nhô lên kìa. Rất là thơm nhé. Vẫn chưa được. Sao lại mở cơ quan này nhỉ? Rất là khó. Cơ quan này là cơ quan của tuyệt vân giãn. Đây mình trèo đây tự nhiên. Mình trèo được, bây giờ có cái gì nó cũng trèo được. Số. Mình dùng BC mình trèo ra được lắm rồi. Nó là chéo như kính nhỉ. Đây chào bạn. Ui dồi, chơi, chơi, chơi. Rồi mình xuống một lửa cái kia. Trên này thực ra là cái gì? Cái gì này? Cái gì đây? Huh?
Nhìn lại cái bản đồ nó là giúp bớt luôn đi. Dance. What comes?
that tingle? Picked the wrong test subject. Picked the wrong test subject. Còn 89 và 13 vòng thôi. Có nghĩa là đánh được 30 phút mất 11%. 30 phút thì mất 11% nhá. Mình đang đánh với chế độ tiết kiệm pin. Giờ mình sẽ đi làm cái sáng tiếp theo nhá. Nay tôi quyết định tôi lên hiểu cái bác làm gì bạn. Ui, bác cái đồng năm ba mấy cái đồng điện cái đồng màn gì đấy. Let the show begin. Ok nha các bạn, sẽ đặt một cái cục đây trước. Mình biết nó tấn công từ đường nào. Đây đặt như thế này. Đấy, ok, kinh chiến. Terra Smash! Ui, vẫn không lên được. Không được kiểu 34 các bạn. Bây giờ mình sẽ phải đi farm. 33 phút 12%. Cứ 2 phút rưỡi thì mất 1%, mình có nghĩa là lý thuyết mình sẽ đánh được hơn 4 tiếng cũng mới nói khá được. Mình sẽ bắt sau mình sẽ test bằng Add wifi này nhé. Khá là
con lên. Add Astra. Quá. Thằng nào hóa đi má miệng mình nhỉ. Cái đầu sẽ biết con Vasilia nó có lên không. Ngoài mình bấm nhập một lần. Ui, mình sắp hết vàng rồi, giờ mình mới để ý. Thế bây giờ mình sẽ đi đánh cái cây này. Đánh cây cấp đông này. Rồi, như này này. Đánh cây cấp đông mình đi lấy cái gì nhỉ? Đánh cây cấp đông mình đi lấy cái đánh sợ cái béo này. Kena đánh hot kinh mãi luôn rồi. Ta. Mới biết luôn á. Nó khá là kinh. Đây ạ, đây là 34. Không được cái đồ gì 4 sao này. Mình sẽ được cái hạt nhân cơ. La la la. Cái tỷ lệ vào kích này, tỷ lệ vào kích 2.2, tỷ lệ vào kích đây này, cái này này có 4 món này. Cái này HP mình lại không thích. Ui chắn hiểu nó có tỷ lệ kích này. Uầy nó mà mình để cái sao bảo kích nó cứ đi HP à, mình lại không thích HP chút nào. Đây này, cái này rất là thơm nhá, mà nạ quỷ quần kiến. Sân thượng có kích lên độc cao thế, khá là cao các bạn. Cái này các bạn cần ghép với đi tỷ lệ bạo kích là nó tăng thôi. Mình vừa ghép tỷ lệ bạo kích nha. Nhà nó đi lên cái thứ hai đấy, ghép với cái tỷ lệ bạo kích này nó tăng rất nhanh. Rất là thơm. Cái đồng hồ của Kenna này. Trời, cứ thế bằng ngực. Thịt một kích
đồng tấn công là ok. Bây giờ mình sẽ được khoảng 37 rồi. Let the show begin. La la la. Cùng với cái bộ hai món này nó mới tăng 80 điểm thành hình tố này, cũng là 80 điểm thành hình tố, cũng là 80 điểm thành hình. Đây đây đây, thơm thơm được cái dòng này, rất là thơm nhá. Mình cần cái dòng này, bao giờ cần cái dòng gì. Thôi mình sẽ chiêu máy nha. Do you wanna fasting with me? I'll get grounded for a whole day, but it's way worth it because the fish tastes so good. Definitely be something that catches your eye. Clee was a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? Rebooting. Haven't you heard? Dodoko, where are you? Explosion inside city wall, grounded be thy woe. Explosions can hurt people, Jean can be dreadful. Mondstadt be bombed, Klee be doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. These bombs, so heavy. Dodoko? Dodoko, where are you? There'll definitely be something that catches your eye. Gosh, all I can think about is D-Luke.
bombs. So heavy. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Error. Klee was a brave girl today. I found a really weird-looking lizard. Want me to show it to you? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Todoko? Todoko, where are you? Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. These bombs, so heavy. Explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. Mondstadt be bombed. Klee be doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. Todoko? Todoko, where are you? Khi video của mình đến lúc tại đây, mình mắc việc rồi mọi người. Bạn thứ hai đăng ký cho mình nhá. Dạ các bạn, những video sau nha, bye bye. Come take a look. There will